Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tiểu đệ tử Quả Tá. Chú đệ tử nhỏ Quả Tá của Hòa Thượng lúc lên 5 tuổi đã có thể trị bệnh cho người ta, nhưng chú ta không thể trị bệnh cho mình. May được thiện tri thức chỉ dẫn, chú bèn theo Hòa Thượng xuất gia tu đạo. Hòa Thượng kể: Một, Hòa Thượng mập muốn con xuất gia. Trước kia tôi có thâu một đệ tử nhỏ, vì chú ta rất có duyên với tôi nên mới theo tôi xuất gia. Chú đệ tử nhỏ này pháp danh là Quả Quốc, có nghĩa là quả vị của chú trong tương lai được sanh về Cực Lạc Quốc. Có một ngày trong lúc thiền định, tôi biết sẽ có một đứa bé tới xuất gia. Đứa bé đó có tướng tròn trịa, mập mạp, đẹp trai. Qua ngày hôm sau, vào 5 giờ sáng, tôi bảo đại đệ tử: Chú để ý nha, bữa nay sẽ có một đứa nhỏ tới đây xin xuất gia đó. Khi nó tới, chú mau mau báo cho tôi biết. Đợi đến hơn 1 giờ trưa, chú đệ tử người Sơn Đông của tôi chạy tới, thở hổn hển nói: Sư phụ, sư phụ, đứa nhỏ mà sư phụ nói đó, nó thiệt đã tới rồi. Tôi nói: Nó ở đâu? Chú ta đáp: Ở trong nhà bếp đó. Tôi đến nhà bếp xem, quả nhiên có một đứa bé khoảng 12 tuổi, mặc đồ rách rưới. Thấy tôi, nó nghiêng cổ, trố mắt nhìn. Mắt, tai, miệng tôi tỏ vẻ rất đặc biệt, giống như đã lâu rồi không được gặp người thân, nay gặp lại là muốn khóc vậy. Tôi nói: Chú muốn xuất gia phải không? Nó nói: Dạ phải. Tôi nói: Tại sao chú muốn xuất gia? Nó nói: Nhà con ở cách xa nơi đây hơn 1.000 dặm lận. Có một lúc con nằm mơ 3 lần liên tiếp, đều mơ thấy có ông Hòa Thượng mập. Ông nói nếu con muốn hết bệnh thì phải đến chùa Tam Chuyên tìm thầy An Từ, bái thầy đó làm sư phụ, xuất gia tu hành tức sẽ hết bệnh liền. Tôi nói: Chú biết thầy An Từ không? Dạ không biết. Tôi nói: Chú không biết thầy ấy, vậy chú đi đâu tìm chứ? Ở đây không có ông thầy này. Nó nói: Ở đây không thể không có được. Vừa bước vô chùa là con đã thấy có ông Hòa Thượng mập ngồi ở chánh điện đó rồi. Chính là ông ta đã báo mộng cho con 3 lần, bảo con tới đây xuất gia mà. Hòa Thượng mập mà chú ta nói đó là Đức Phật Di Lặc. Tôi nói: Tôi cũng không biết được giấc mơ của chú là thật hay là giả nữa đây. Chú ăn mặc rách rưới thế này có phải là vì không có cơm ăn, không có áo mặc, ở ngoài không đủ sống, rồi nghe nói xuất gia được người cúng dường, không phải lo ăn, không phải lo mặc, lại không cần phải làm việc, cho nên muốn tới đây xuất gia phải không? Chú ta nói: Không phải vậy, con đích thực là có 3 giấc mơ đó, và bởi vì con có bệnh nên mới tới xuất gia mà. Chú bé này họ Phan, lúc 5 tuổi, chú đã biết trị bệnh cho người ta. Ai giúp cho chú trị bệnh thế? Chính là Hồ Ly Tinh và Xà Tinh đấy. Vì kiếp trước chú ta đã là thầy đồng, thầy cúng, Trung Quốc gọi là thần nhảy, Đài Loan gọi là lên đồng. Những ngưu quỷ xà thần tìm chú lúc chú bé 5 tuổi, nên chú mới có bản lãnh trị bệnh. Có bệnh thì chú trị hết, nhưng cũng có bệnh chú không trị được. Thường thì người ta gọi chú là tiểu ma chướng, vì chú ta có cái ma le ma lém của chú, chứ chẳng có một cách thức trị bệnh gì nhất định. Đến năm 12 tuổi thì tự chú mắc bệnh. Bị bệnh gì? Bệnh đau bụng, nhưng chú không thể chữa trị cho mình. Chú ở cách chùa tôi tới cả 1.000 dặm, một mình chú đi đường cũng mất hết cả tháng. Đang lúc đó Nhật Bổn đã đầu hàng. Đi giữa đường chú gặp vũ khí của Nhật trong quân kho, không ai cai quản. Chú bèn đến đó lượm lấy 2 quả lựu đạn, vừa đi vừa chơi với chúng. Tối xuống chú ngủ ở ngoại thành và gặp 10 mấy con chó sói từ 4 phương 8 hướng kéo tới công kích chú. Nhưng chú ta cũng không chút sợ sệt, còn lên giọng hăm he lũ chó sói: Các bạn thân, các bạn tới rồi hả?
các bạn tới đây, tôi cho các bạn ăn quả trứng này nè. Nghe dọa như vậy nên lũ sói sợ khiếp, và cũng ớn cả quả lựu đạn thật trong tay chú nên bỏ chạy mất. Hai, nói bừa một câu phát điên cuồng. Sau đó tôi cầm cái bánh bao không nhân cho bữa ngọ, cắn một miếng nhai lẫn với nước bọt, rồi nhổ phẹt xuống đất, nói với chú ta: muốn xuất gia à? Trước hết chú hãy lượm cái này lên ăn đi, rồi sẽ nói sau. Tôi làm thế để khảo nghiệm chú bé. Chú ta ngước cổ nhìn tôi, rồi ngồi chồm hổm xuống lượm bánh lên ăn, mà không gớm ghiếc nước miếng, cũng không ghê sợ dơ bẩn. Tôi thấy đứa nhỏ này vẫn có thể dạy dỗ và đào tạo được, nên nói: được, tôi cho chú ở lại đây để xuất gia đó. Sau khi xuất gia, chú cũng hết bệnh luôn. Chú ta thường cầm cây quạt giống như là ngày tế công vậy. Không quá nửa năm sau, chú đắc được ngũ nhãn lục thông, có bản lãnh rất lớn. Tôi dẫn chú đi khắp nơi trị bệnh cho người ta. Chú này có lai lịch ra sao? Chúng ta đều biết chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ, Trung Quốc có vị tế công, và chú bé này chính là hóa thân của ngài tế công đó. Có một lần chúng tôi đến nhà Trình Thiện Nhân, Trình Thiên Hy. Bà vợ ông muốn đào bới căn gốc của tôi nên hỏi chú bé này: chú nhỏ tuổi như vậy mà lại có bản lãnh lớn như thế, và đều biết được tiền nhân hậu quả của người ta, vậy không biết sư phụ của chú có bản lãnh lớn như chú không? Tôi biết sư phụ của chú đã lâu, nhưng tôi không hề nghe nói ổng có thần thông gì hết. Rốt cuộc thì ổng như thế nào, có thần thông như chú không hả? Chú ta mạo muội nói với bà Trình: tôi không có nghe sư phụ tôi nói qua, chắc là không có quá à. Nói xong một câu như vậy, thật kỳ quái thay, thần thông của chú cũng biến đi đâu mất. Rồi các thứ tà thần lúc trước lại nhập vào chú, khiến chú ta điên điên khùng khùng. Tôi thấy bệnh ma chứng của chú tái phát, tôi không muốn chú ta làm lại những việc như trước nữa, nên nói: há nào có lý này, chú đã theo tôi xuất gia, sao các ngươi, các loại yêu ma quỷ quái vẫn còn tới làm phiền chú ta thế? Cho nên tôi đấu pháp với các loại hồ tiên, hoàng tiên đó. Tôi có một đệ tử quy y 13 tuổi, thấy được tôi đấu pháp với chúng, chú cũng tới phụ giúp, nhưng lại bị chúng thổi một hơi khí, khiến chú bị đau bụng đến không chịu nổi, nằm dài dưới đất ngoi ngóp gần chết. Tôi lại phân thần để cứu đứa đệ tử quy y này. Trong 21 ngày đó, tôi đã làm mít lòng rất nhiều loài yêu ma quỷ quái, sơn yêu thủy quái. Lúc bấy giờ tôi đã không ăn không ngủ, đến cuối cùng cũng trị được bệnh của chú. Nhưng từ đó trở đi, chú đã không khai mở ngũ nhãn lục thông nữa. Ghi chú: Quả Năng là đệ tử xuất gia đầu tiên của Hòa Thượng, pháp hiệu là Hằng Tịch. Quả Thuấn pháp hiệu Hằng Vũ. Và Quả Tá là đệ tử Sa Di nhỏ nhất của